12 La Mã, Nepal có thể trở thành một trong những nước giàu có trên thế giới. Một, tiềm năng thánh địa. Nepal là một nước hiểm trở, không có đường biển. Mọi con đường vận chuyển phải đi qua Ấn Độ và Trung Hoa. Vì vậy, một số hàng hóa trở nên đắt hơn các nước khác. Nhiều chuyên gia quốc tế đến Nepal có nhận xét rất bi quan. Là chiếc vị trí địa lý chính trị của mình, Nepal khó phát triển vì nhiều phương diện. Một số người khuyến khích Nepal nên đầu tư phát triển về công nghệ cao, số khác lại khuyến khích đầu tư về nông nghiệp, sản xuất lúa gạo xuất khẩu. Nhiều chương trình lý giải có vẻ khoa học và hợp lý, rất hấp dẫn cho Nepal, nhưng chỉ hay trên lý thuyết. Trên thực tế, nếu không khéo, đầu tư sai đường thì sẽ gây xáo trộn và thất thoát tài nguyên thiên nhiên quốc gia. Theo tôi, Nepal hiện nay dân số chưa đến 30 triệu sống trên một diện tích đất không lớn lắm. Phần lớn đất nước Nepal đồi núi hiểm trở, nhưng may mắn thay, Phật đã ban cho dân tộc Nepal có một đất nước vô cùng đẹp với rặng Himalaya. Ngoài ra, còn có Lumbini là nơi Phật giáng trần. Trên thế giới ngày nay, có trên 1 tỷ người là Phật tử hoặc cảm tình với đạo Phật. Phần lớn trong số này, ai cũng mong một lần đến chiêm bái Lumbini. Tôi thường nói, nếu Việt Nam, Thái Lan hoặc Nhật Bản hay một nước nào đó trên trái đất này có một chỗ như Lumbini, thì đó không phải là mỏ vàng mà là mỏ hột xoàn vô tận. Nếu chính phủ và dân chúng Nepal tổ chức bảo vệ tốt môi sinh, đường xá thật tốt và các phương tiện ăn ở tiện nghi, hàng năm sẽ thu hút hàng chục triệu người trên thế giới về chiêm bái Lumbini. Khi đến đây, mỗi người xài chừng 500 Mỹ Kim, thì hàng năm mang lại nguồn lợi vô cùng lớn lao cho quốc gia và dân chúng Nepal. Hơn thế nữa, đó còn là sự đóng góp của Nepal cho hòa bình thế giới. Hàng chục triệu người đến chiêm bái và cảm nhận sự linh thiêng màu nhiệm nơi này, làm thay đổi tâm hồn và suy nghĩ của họ theo hướng thánh thiện và an lạc. Họ sẽ làm nhiều việc phước thiện, đóng góp sự an lạc và thánh thiện cho quốc gia họ sống và thế giới. 2. Đề nghị Hội nghị Thế giới và Đại học Hòa bình. Nếu chiến tranh Nepal được giải quyết êm đẹp bằng ôn hòa bất bạo động, thì đây là một tấm gương sáng mở ra một kỷ nguyên mới đầy hy vọng cho nhân loại. Nhiều nước đang bị khủng hoảng chiến tranh sẽ đến học hỏi từ người Nepal về triết lý nghệ thuật sống chung hòa bình. Những hội nghị hòa bình thế giới thay vì họp ở Geneva hay Paris hoặc New York thì sẽ về họp ở Lumbini. Sau khi Nepal có hòa bình, chính phủ cũng nên có một trường đại học hòa bình để sinh viên các nơi đến học hỏi về triết lý hòa bình Nepal. 3. Hệ thống ngân hàng tối tân và năng động. Đất nước Nepal rất hiểm trở, nằm giữa hai nước khổng lồ Ấn Độ, Trung Hoa. Hai nước này là những nước đông dân nhất trên thế giới, chiếm 1/3 dân số thế giới. Theo sự nhận xét của tôi, trong vòng 10 năm nữa, Ấn Độ và Trung Quốc sẽ là hai cường quốc mới trên thế giới về nhiều phương diện, trong đó có sức mạnh về tài chính và kinh tế. Như vậy, Nepal cần thiết lập một hệ thống ngân hàng năng động và tối tân, cùng tạo nhiều tin tưởng cho dân chúng và khách hàng của hai nước lớn này. Nếu hệ thống ngân hàng Nepal được bảo mật tốt và cách làm việc đáng tin cậy, thì dân chúng Ấn Độ và Trung Hoa sẽ đem tiền gửi vào Nepal. Nepal sẽ nhờ tiền gửi này đầu tư và phát triển mà không cần phải vay mượn các nước khác. 4. Du lịch và chiêm bái. Nepal với cảnh thiên nhiên xinh đẹp hùng vĩ của mình đã thu hút hàng triệu du khách các nơi trên thế giới mỗi năm. Riêng ngành du lịch thôi, nếu tổ chức đàng hoàng, sẽ mang một nguồn lợi rất lớn cho Nepal. Ngoài ra, về khách hành hương như tôi đã đề cập, ngoài thánh địa Phật giáo Lumbini, Nepal còn có nhiều di tích quan trọng của Ấn Độ và các tôn giáo khác để tín đồ từ các nước đến chiêm bái. 5. Thủy điện. Nepal là nước có nguồn thủy năng dồi dào nhất nhì trên thế giới, với nguồn nước từ Himalaya chảy xuống.
Đây là điều kiện rất thuận lợi cho phát triển thủy điện cung cấp cho quốc gia và có thể bán sang các nước lân cận. 6. Nông nghiệp. Khai thác tài nguyên đất đai sẵn có một cách thông minh và hợp lý để sản xuất lúa gạo tự lực đảm bảo lương thực cho quốc gia, và nếu có dư thì xuất khẩu, và tuyệt đối tránh phá hủy môi trường tốt sẵn có của Nepal. Sau khi có hòa bình thực sự, chính phủ phải có chính sách rõ rệt, tập trung đầu tư và phát triển đúng mức mấy ngành điều trên, thì Nepal sẽ vươn lên một cách tuyệt vời mà không còn phải tùy thuộc phần lớn vào nguồn viện trợ của các nước ngoài.